Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng xe Honda Vision phiên bản 2023 đã được ra mắt vào ngày hôm qua rồi. Thì như cái video trước á, thì mình cũng đã up cho bạn xem cái đoạn TVC ngắn ha. Và trong video này mình sẽ giới thiệu chi tiết từng phiên bản, từng màu sắc ở cái phiên bản 2023 lần này luôn. Thì có một điều thật sự mà nói thì mình hơi tiếc nuối một tí với những cái màu sắc hiện tại của 2023 này, cũng như là về phần tem xe. Như cái video trước á, thì mình cũng nói các bạn á, là sẽ chắc chắn sẽ ra mắt cái màu sắc phiên bản thể thao hay là màu xám đen đó. Và thật sự mà nói thì điều đó đã xảy ra hoàn toàn 100% luôn, và đã có màu xám đen đó ha. Một màu sắc mà Honda đang triển khai cũng khá là mạnh mẽ ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái phiên bản tiêu chuẩn ha. Phiên bản tiêu chuẩn thì phiên bản 2023 lần này á thì chỉ có màu đen thôi. Hay màu đen thì như các bạn theo dõi trên màn hình đó, màu đen hoàn toàn luôn. Thì nó sẽ thay thế cho cái màu trắng hiện tại. Màu trắng đen hiện tại là không còn nữa nha các bạn nha. Thì phiên bản tiêu chuẩn á là sẽ không được trang bị khóa thông minh nè, cũng như là không được trang bị cổng sạc luôn các bạn nha. Rồi tiếp đến là cái phiên bản cao cấp. Cao cấp thì sẽ có màu trắng đen ha. Thì một điều rất là may mắn là trong cái phiên bản cao cấp này đã có màu trắng đen rồi. Tại vì cái thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều bạn là muốn mua màu trắng nhưng mà lại là không có trên cái phiên bản cao cấp, là phiên bản có khóa thông minh á. Thì bây giờ Honda đã cho ra màu trắng trên cái phiên bản cao cấp này rồi. Thì đối với phiên bản cao cấp này là sẽ có màu trắng đen nè và màu đỏ đen, và là sẽ được trang bị cổng sạc ha, khóa thông minh. Đấy, cổng sạc và khóa thông minh luôn. Nhưng mà cái phiên bản cao cấp này là cách khóa màu nó hơi lạ lạ một tí. Là mình thấy trên màn hình là cái vàng nhựa màu đen ở phía dưới á, chỗ sàn đĩa chân á và chỗ phần cổ xe á, là nó là màu đen, nhưng mà cái yên của nó lại là màu nâu. Sang chiếc màu đỏ cũng vậy luôn. Không biết là thực tế ở ngoài như thế nào, mình thấy là nó hơi lạ lạ một tí. Tại vì cái phiên bản cao cấp hiện tại á thì cái yên màu nâu, thì dàn nhựa chắc chắn nó sẽ là màu nâu luôn. Nhưng mà đối với cái đời 2023 này lại là mình thấy trên màn hình nó là yên màu nâu và cái dàn nhựa nó lại màu đen. Không biết là thực tế ở ngoài như thế nào ha. Thì khi nào xe về mình sẽ quay cận kẽ cho bạn xem luôn đó. Đối với cái phiên bản cao cấp, đặc biệt thể thao nè, là sẽ được trang bị cổng sạc ha. Cổng sạc được tích hợp sẵn cổng USB luôn, nhưng mà sẽ được thiết kế ở hộc chứa đồ ở phía bên tay trái các bạn nha. Hộc chứa đồ phía trước bên tay trái, chứ không còn là trong cốp xe hiện giống như hiện tại nữa. Đấy, đây là một điều cải tiến cũng khá là tiện ích cho các bạn luôn. Rồi tiếp đến là cái phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt này thì chỉ có màu là xanh dương nhám thôi, vẫn như cũ nha các bạn nha, vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều đó. Và là màu xanh dương nhám. Rồi tiếp đến là cái phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao này nó sẽ thay thế cho cái phiên bản cá tính ha. Phiên bản cá tính là sẽ thay đổi là phiên bản thể thao. Nó sẽ có hai màu, đó là màu đen nhám các bạn nha. Đen nhám này thì nó cũng giống như chơi phiên bản cá tính thôi, nhưng mà nó chỉ khác một tí ở cái phần tem xe. Tem xe này là tem xe dạng sporty ha, sporty á, dạng thể thao á. Rồi cái màu đen này thì không có gì để mình giới thiệu nhiều ha. Nó cũng giống như cái màu đen phiên bản cá tính thôi, chỉ khác nhau có tem xe. Rồi tiếp đến là cái màu xám đen nè. Cái màu xám đen này là cái màu gọi là màu xám xi măng các bạn nha. Màu xám xi măng á thì Honda đã bỏ đi cái màu xám đen rồi ha, đã bỏ cái màu mà xanh xám đen, đã bỏ đi cái màu xanh xám đen rồi, thay thế là màu đó là màu xám đen, hay còn gọi là màu xám xi măng đó các bạn. Thì đây là một trong những màu sắc mà dòng xe Tayga Honda Việt Nam đang triển khai. Những cái dòng xe khác thì cũng được nhiều khách hàng người ta ưa chuộng, nên là Honda cũng cho ra cái màu sắc mới trên dòng xe Honda Vision này luôn. Đấy, thì mình thấy là màu xám đen được cũng khá ok, màu đen nhám thì vẫn như cũ. Đấy, vẫn như cũ, nhưng mà mình rất tiếc một điều là cái màu xanh xám đen của phiên bản cá tính là lại bỏ mẫu. Tại cái màu sắc đó trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều bạn ưa thích luôn, và cái màu sắc đó bán cũng khá là chạy ha. Đấy, thì tổng quan phiên bản 2023 lần này thì chỉ có như vậy thôi ha, chỉ nâng cấp lên ở cái phần cổng sạc ha, được mang đem ra ở phía học chưa được học để đồ phía trước ha, chứ không còn trên yên xe nữa ha, không còn ở dưới cốp xe nữa, và được tích hợp sẵn cổng USB luôn. Còn như cái phiên bản hiện tại là chúng ta phải mua một cái cổng sạc ô tô chúng ta mới sử dụng được, mới cắm cáp USB được ha. Còn phiên bản 2023 này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đấy, cơ bản là như vậy thôi. Còn về giá cả ha, về giá cả và cái thời gian về tới đại lý, thời gian bán chính thức, thì hiện tại với mức giá của dòng xe 2022 á,
thì dao động từ 32 triệu đến 36 triệu ha. 32 triệu là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp là 34 triệu, đặc biệt cũng 34 triệu luôn. Còn nói với phiên bản cá tính á, là 36 triệu. Đấy, giá này đã có VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh nha. Mà nếu như cái phiên bản 2023 mới về tới đại lý thì chắc chắn thì giá cả nó cũng như vậy thôi, không có thay đổi gì nhiều. Tại vì cơ bản thì nó không có khác biệt gì nhiều lắm các bạn. Chỉ nếu mà có chênh lệch giá thì chỉ có chênh lệch giá là cái màu sắc xám đen thôi. Màu sắc xám đen có thể là giá sẽ cao hơn một tí so với những cái màu sắc còn lại, cho khoảng là 37 hoặc là 38 thôi. Đấy, còn nếu như các bạn mua cá tính hiện tại là chỉ có 36 triệu ha. Còn hàng về tới đại lý thì chắc tầm khoảng hết tuần này hoặc là hết tuần sau thì hàng sẽ về tới đại lý, và khi đó thì mình sẽ quay cận kẽ cũng như là giới thiệu chi tiết cho các bạn luôn. Đấy, thì đó là tất cả những gì mà dòng xe Honda Vision 2023 mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ha. Đấy, thì rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua cũng theo dõi kênh của mình, cũng như là ủng hộ mình, cũng như là theo dõi về những cái thông tin mới nhất dòng xe Honda Vision ha. Thì mình cũng nói các bạn rồi là tầm khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 thì sẽ ra mắt, thì thật sự là đã ra mắt rồi. Bây giờ là chỉ còn dòng xe SH 2023 và dòng xe Future 2023 ra mắt nữa thôi. Thì mình nghĩ thì hai dòng xe này thì chắc chắn thì có thể là trong năm nay ha, hoặc là đầu năm sau thì sẽ ra mắt thôi. Tại vì mình vẫn chưa nhận cái thông tin chính thức gì hết nha, nên là chúng ta cần phải chờ đợi nữa. Rồi, sáng đây thì mình có hai cái màu sắc sơn độ của dòng xe Honda Vision thì mình giới thiệu cho các bạn luôn. Thì chắc chắn thì nãy giờ các bạn xem thì các bạn cũng đã thấy được hai màu sắc này nhìn nó hơi lạ một tí đúng không? Rồi, cái màu sắc titan này thì hôm bữa mình cũng đã quay cho bạn xem rồi. Đây là màu sắc titan được độ trên cái phiên bản cao cấp nha các bạn nha. Đây là cái màu xanh ha, xanh titan, xanh kiểu ánh tím một tí đó. Rồi, còn đây là cái màu xám đen ha. Màu xám đen này thì mình độ trên cái phiên bản cá tính ha, cá tính. Đây là màu xanh xám đen, phiên màu gốc của nó là màu xanh xám đen nha các bạn. Mình độ lên cái màu sắc này nhìn hơi lạ một tí đó. Còn những bạn nào muốn độ màu trắng trên cái phiên bản này thì mình vẫn độ cho bạn được, yêu cầu sở thích của bạn thôi. Thì đó, với phiên bản 2023 thì Honda đã bỏ đi cái màu xanh nâu rồi, màu xanh dương nâu đó các bạn ha, màu xanh dương nâu, chỉ bỏ đi cái màu sắc đó thôi. Còn lại thì vẫn giữ nguyên những cái màu sắc như là màu xanh dương nhám nè, màu trắng nè, màu đỏ nè đó, và bỏ đi cái màu xanh xám đen luôn. Màu xanh đen là cái màu sắc mà nó giống như dòng xe AB160 phiên bản đặc biệt đó các bạn đó. Thì Honda đã bỏ đi hai màu ha, bỏ đi hai màu đây. Cái màu xanh dương nhám này là Honda đã bỏ mẫu rồi, tại cái màu sắc này nó bán chậm lắm. Cái màu này thì mình thấy bán thực sự rất là chậm luôn, chậm hơn cái màu đỏ đô nữa các bạn. Màu đỏ đô bán còn chạy hơn cái màu sắc này nữa ha. Màu đỏ đô là bán còn chạy hơn màu xanh dương nhám luôn, màu xanh nâu á. Đấy, còn là màu xanh dương nhám là phiên bản đặc biệt thì bán cũng rất là ok luôn ha, màu sắc mới ha. Còn về sơn như thế này nè, sơn mà sơn titan, sơn ánh tím như thế này thì chi phí sơn là 3 triệu ha các bạn nha. Còn đối với mà sơn bình thường là 2,5 triệu thôi. Đấy, thì ngày hôm nay là cũng ngày 1 tây tháng 12 rồi, thì mình nghĩ chắc cũng tầm khoảng khoảng 10 tây hoặc là tầm khoảng 15 tây đổ lại thì những cái màu sắc mới của Vision 2023 thì sẽ về tới đại lý, và khi đó thì mình sẽ quay cho bạn xem ha. Còn về trả góp thì đối với những dòng xe này các bạn chỉ cần trả trước thì mình khoảng 3 triệu thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ được rồi. Cái 3 triệu này là mức trả trước thấp nhất ha. Còn nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể là trả nhiều hơn cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình xin cảm ơn các bạn.